Wow, cậu ba cho muội cái trứng màu hồng. Má đợi nó giọt nha, cầm nó nha. Còn anh hai cái trứng màu vàng. Kệ hai. Yeah, hai màu. Mở ra con, mở ra xé ta. Mở lẹ chứ. Cậu ba mở giùm máu đi. Rồi, cậu ba đi lượm rồi mở giùm máu. Quèo, quéo, quèo. Vậy sao mà muội? Ở trong có bịch đồ chơi. Có rất là nhiều đồ chơi dành cho công chúa. Phải không? Mà trứng bất ngờ. Cái bao đó gì muội? Anh hai phá quá anh hai ơi. Chắc búp bê quá phải không muội? Từ từ cậu ba thằng từ từ không hả? Coi búp bê. Tại vì mẹ thấy gì biết không? Có cài tóc nè, có bình sữa nè, có đồng hồ cho búp bê nữa kìa. Có mấy cái tích cơ mà muội làm ướt chắc hết chén được quá. Gắn chứ gỡ. Gắn cái đầu búp bê lại. À, anh hai nó mở cho anh hai lẹ lên cậu ba ơi. Em mở giùm anh hai đi. Trời búp bê mũi rồi kìa. Trời ơi, của anh hai cũng y chang vậy luôn. Y chang luôn. Hai cái y chang nè. Hai cái cài giống y chang nè. Rồi hai cái vòng màu hồng hồng cũng giống y chang nè. Búp bê đâu, búp bê trong cái bịch đó cậu ba. Bê trong cái bịch đó đó. Đúng rồi, mẹ mũi đang xé kìa. Búp bê uống sữa, đút bình sữa vào, đá vậy, đâu nè. Hay quá vậy, búp bê uống sữa nữa kìa, hay quá à. Ôi, cài tóc luôn. Anh hai nói búp bê anh hai đâu, đây lẹ lên, hai tát nước rồi, lẹ. Đâu búp bê anh hai uống sữa chưa? Búp bê anh hai tóc bạc. Tóc bạc luôn rồi. Tóc trắng. Già rồi thôi, già tóc bạc. Có đồ nữa kìa muội. Nãy con không mặc đồ. Áo muội đâu, áo búp bê muội đâu, mặc chưa? Ơi, đâu, áo búp bê anh hai đâu? Đó, màu tím giống muội luôn, y chang luôn. Ủa, có mắt kính nữa. À, có mắt kính bơi nữa, đeo vô. Muội là muội mặc áo, muội đeo nó vô đi rồi mẹ coi quay búp bê muội coi đẹp không? Có mắt kính nữa kìa cậu ba. Thấy không? Mắt kiến màu vàng bên đây nè. Anh hai nó lẹ lên, hai muốn coi. Nhanh lên. Mũi sao mũi rớt khỏi cái hồ bơi luôn rồi. Ờ đẹp quá vậy, giờ coi coi. Ờ, bê thai đẹp. Dạ thiệt là đẹp luôn. Làm cho mũi đi. Mắt kính đâu, mắt kính của anh hai đâu không đeo. Hai có mắt kính nào? Mắt có. Kính gì đâu? Đây nè. Nè. Mắt kính đó hả? Tại cái này đầu có mồi bị gắt rồi mọi ơi. Tại mũi á. Tại mũi. Kiểu nó vậy chứ phải gắt, cái kiểu nó vậy chứ phải gắt. Anh hai dèm. Kiểu nó vậy. Hai. Anh hai dèm. Anh hai chọc kẹo em hoài. Hai em. Hai với cậu ba, cái đó là gì mũi? Dép nó hả? Có dép nó nữa nè. Mang dép vô cho nó đi muội. Búp bê kia đâu, mang dép vô cho nó. Coi chừng anh hai quăng với muội nó chìm hết đó nha. Đừng đưa cho anh hai quăng chìm hết. Có cái nữa kìa. Nè, muội nè. Tính nữa nè, đeo vô. Nè. Nè, tính giờ không hay mắt đầu kìa. Đâu hai búp bê đang uống sữa à? Búp bê mão với búp bê mồi đang cầm bình sữa, đang uống bình sữa đã luôn. Ê, búp bê của mồi à, mặc áo đầm dài, còn búp bê hai áo đầm ngắn nè, khác ở chỗ đó. Cái đó gì mồi, cái kính lúp à? Phải không? Kính lúp phóng to hơn hai cái lận mà. Mồi đang phóng to những chú cá. Mồi đang phóng to những chú cá cảnh nè. Cậu ba. Cậu ba với hai mão nha. Hai mão với cậu ba làm gì vậy? Rồi mão mất chỗ rồi. Ủa mồi mất chỗ rồi. Mồi ơi,
con hơi mất chảo. Thôi. Dữ dội luôn. Trời ơi. Đây khoan, dừng lại, stop here. Đây là cái phao bơi mới mua, mới mở hàng lần đầu tiên á, ba cậu cháu làm bể thôi luôn đi. Mới tắm lần đầu tiên á nha, đừng có làm hư luôn nha. Mới tắm được có một lần một à. Ba cậu cháu làm bể phao luôn. Giống cái phao hôm trước nó tắm con lần cái hư luôn. Nó chạy rồi má ơi. Tấn công nó đi Mão. Tạt nó ngoài Mão. Thôi máu mỗi mang kính bờ vô cậu ba thấy mỗi mang kính bờ vô cậu ba quảng cậu ba chạy luôn rồi. Sợ quá sợ. Mỗi lặn luôn rồi, mỗi lặn làm anh hai sợ đó mỗi. Mũi đâu có nghe, lặn dưới nước đâu nghe. Bye bye các bạn đi con. Bye bye. Bye. Thấy không? Con ba dụ mũi ra. Con ba dụ mũi ra đi, con ba chiếm. Rồi á. Con ba còn quậy hơn hai với em nữa là sao? Mở nhắm mắt lại đi. Nước dằn vô mắt màu đỏ luôn rồi kìa. Có tấm lâu đỏ mắt luôn. Mọi nó chạy rồi mọi. Mọi chạy rồi. Bắt nước ơi bắt. Bắt nạt em nhỏ. Tích cơ nó còn làm ướt hết dán được rồi, đem phơi đi. Đem phơi rồi còn cứu vãn được không? Đưa tay đây nào, em mỗi dán cho dạ. Bập. Không được, không dính rồi. Con nhớ cậu ba đi ra đó, chứ cái nắng là không sợ. Để mùi rơi. Nó đừng lắc. Bể hồ bơi của mẹ. Đừng lắc. Ừ.